Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong video đọc báo Nhật. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là một chủ đề lặp lại chủ đề của hôm trước chúng ta đã gặp. Và cũng là một tin khá là nóng gần đây, chắc hẳn là sẽ có nhiều bạn cũng sẽ đoán ra được chủ đề ngày hôm nay là gì, đúng không nào? Hay ok, như thường lệ thì chúng ta sẽ đọc qua một lượt bài báo này nhé. 新しいコロナウイルス、気をつけること。もし新しいコロナウイルスがうつっても、病気がひどくならないように、今できることがあります。専門家は、よく寝て、栄養のバランスがいい食事をしてください。よく水を飲んで、体の水分が足りなくならないようにしてください、と言っています。そして、大勢の人がいる場所には行かないでください。よく眠ることができるように、散歩や運動で体を動かすことも大切です。と言っています。部屋の中では加湿器などを使って、湿度を 50% から 60% ぐらいにします。体の調子に気をつけて、ウイルスに負けないようにしましょう。Các bạn chỉ cần search từ khóa Dũng Mori trên Google App Store và Google Play là các bạn có thể download app Dũng Mori về và tham gia học một cách nhanh nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất rồi. Hay, rất là quen thuộc đúng không nào? Trước tiên sẽ là phần chủ đề này. 新しい coronavirus 気をつけること. Đây là cái cụm từ rất là nóng gần đây rồi. Virus có nghĩa là virus nhé. Corona chính là tên loại virus rồi đúng không nào? Ở đây chính là virus corona mới. Ok. 気をつけること là những việc mà chúng ta cần phải chú ý này. Ok, chúng ta sẽ bước vào phần nội dung nhé. もし新しいコロナウイルスがうつっても病気がひどくならないように今できることがあります。Về mặt từ vựng chúng ta thấy có うつって、うつる có nghĩa là lây, lây nhiễm đúng không nào? Tiếp theo, 病気 là bệnh này. ひどく chính xác ra là ひどい đúng không? ひどい là tồi tệ, là xấu, quá đáng. Tùy từng trường hợp chúng ta sẽ dịch khác nhau nhé. Ngoài ra có gì nhỉ? Mẫu câu thì có tê mố này. Tê mố là cho dù ngay cả. Ở đây là về nay ổ nhị, để cái gì đó không như thế nào đấy. Ở đây có cụm tiếp theo là nhỉ? Ima để kiru koto là cái việc mà bây giờ chúng ta có thể làm. Vậy thì câu này chúng ta sẽ là gì nhỉ? Chúng ta dịch là chúng ta có một vài việc có thể làm để dù là có bị lây virus corona mới đi chăng nữa thì cũng không khiến bệnh tình trở nên tồi tệ hơn. Ok chưa nhỉ? Chúng ta có một vài việc có thể thực hiện, có thể làm để cho cái bệnh tình của chúng ta không trở nên tồi tệ hơn, mặc dù là đã bị nhiễm corona mới rồi nhé. Hay. Tiếp theo, 専門家はよく寝て栄養のバランスがいい食事をしてください。よく水を飲んで体の水分が足りなくならないようにしてください。と言っています。専門家là những nhà chuyên môn này. Những nhà chuyên môn thì đưa ra cho chúng ta một số những cái lời khuyên. Đầu tiên là yoku nete. Nete là ngủ đúng không? Hãy ngủ đủ giấc này. Tiếp theo chúng ta có từ eyo. Eyo ở đây là dinh dưỡng nhé. Balance thì là cái sự cân bằng. Balance khả y là cái sự cân bằng tốt. Cân bằng gì đây nhỉ? Cân bằng dinh dưỡng đúng không nào? Shokuji là bữa ăn này. Tiếp theo nonde mizu. Karada là cơ thể đúng không nào? Suibun là lượng nước. Được chưa? Tariru, động từ tariru có nghĩa là đủ nhé. Ở đây để là tarinai sẽ là không đủ. Trước tiên chúng ta sẽ xem câu đầu tiên ở trong cái lời khuyên của những nhà chuyên môn này. Đầu tiên là hãy ngủ đủ giấc. Thứ hai là hãy ăn những cái bữa ăn mà cân bằng đủ dinh dưỡng, tức là bổ sung đủ dinh dưỡng, đủ dưỡng chất cho cơ thể. Ok chưa nhỉ? Tiếp theo là uống nhiều nước. Uống đủ nước đúng không? Uống nhiều nước. Để làm sao? Để mà bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể, tức là để cơ thể không bị thiếu nước. Ok chưa? Hãy. Bạn tiếp theo này, soshite, tức là vẫn là những cái lời khuyên từ những nhà chuyên môn đúng không? Vẫn là những lời khuyên từ những nhà chuyên môn này. Ozen no hito ga iru basho ni wa ikanai de kudasai. Tiếp theo là yoku nemuru koto ga dekiru you ni sanpo ya undo de karada o ugokasu koto mo taisetsu desu. Từ vựng chúng ta thấy có từ oze có nghĩa là nhiều này. Oze no hito sẽ là nhiều người. Basho, basho là địa điểm nhé. Ngoài ra có từ nemuru, nemuru cũng là ngủ này. Sanpo là gì nhỉ? Đi dạo đúng không nào? Undo là cái việc vận động, tập thể dục. Cái từ karada là cơ thể. Ugokasu, ugokasu là cái việc gì nhỉ? Làm cho cái gì đó chuyển động.
Karadao ugokasu là làm cho cơ thể chuyển động, nói khác là vận động, đúng không nào? Hay taisetsu rất là quen thuộc, là quan trọng. Vậy thì chúng ta sẽ đi về đầu tiên, câu đầu tiên trước là đừng, đúng không? Venai de kudasai là đừng làm gì đó. Đừng đi đến những nơi mà có nhiều người, đông người. Lý do tại sao lại có cái lời khuyên này? Bởi vì là dạo gần đây, đúng không? Có thể là nhiều bạn cũng đã có nghe nói. Đó là ở Nhật thì mặc dù là có một số trường hợp, một số người đã biết là bản thân mình có mắc bệnh rồi, thế nhưng mà vẫn cố tình đi đến những cái nơi đông người để lây cho người khác ấy. Hay, tiếp theo này, một việc cũng rất là quan trọng nữa, đúng không? Đó chính là vận động, bằng cách là tập thể dục hay là đi dạo. Để làm gì đây? Để giấc ngủ của chúng ta sâu hơn, ngon hơn. Yoku nemuru, ngủ sâu hơn, ngủ ngon hơn, đúng không nào? Cuối cùng nhá, heya no naka dewa kashitsuki nado o tsukatte shichido o 50% kara 60% gurai ni shimasu. Ở trong phòng thì chúng ta có từ kashitsuki. Kashitsuki ở đây chính là cái máy phun sương mọi người nhá. Nado là vân vân này. Shichido, shichido thì là độ ẩm. Người ta bảo là ở trong phòng thì nên sử dụng những cái máy như là cái máy phun sương chẳng hạn, vân vân, có thể là những cái máy khác nữa này, để làm tăng độ ẩm ở trong phòng từ 50% đến khoảng 60%. Giữ độ ẩm ở trong phòng được khoảng 50-60%, đúng không nào? Ok, câu cuối cùng. Karada no choushi ni kiyotsukete virusu ni makenai you ni shimashou. Một lời kêu gọi, đúng không nào? Chúng ta hãy cùng nhau gì nhỉ? Giữ gìn sức khỏe của mình, bảo vệ sức khỏe của chính mình trước đã. Sau đó thì hãy cố gắng để làm gì nhỉ? Hãy cố gắng cùng nhau chiến đấu để không bị thua bởi cái con virus này. Makenai, đúng không? Makeru là thua ở đây, makenai sẽ là không bị thua. Ok chưa? Hay, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài dịch ngày hôm nay rồi. Bây giờ sẽ là một phần ôn lại những cái từ vựng mà chúng ta đã gặp ở trong bài đọc ngày hôm nay nhé. Hay, một số từ vựng tiêu biểu. Đầu tiên sẽ là eyo. Eyo là dinh dưỡng này. Số 2, suibun là lượng nước. Số 3, nemuru là ngủ này. Số 4, sampo, đi dạo. Số 5, kashitsuki là cái máy phun sương. Và cuối cùng là shichido là độ ẩm. Ok. Hãy, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài dịch này rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau nhé. Bye bye. Kể từ giờ chúng ta sẽ chỉ cần ấn nhẹ tay vào cái nút icon trên màn hình Dũng Mori này là chúng ta có thể học được tiếng Nhật rồi. Ngày trước thì các bạn rất là ngại khi mà vào website phải không nào? Tuy nhiên có app Dũng Mori rồi, nó sẽ rất là tiện lợi. Rất mong các bạn ghé thăm Dũng Mori thường xuyên nhé.